Đi đâu nè? Cà phê chứ nào? Đúng không nào? Đi đâu? Đi đâu? Chơi đâu? Chơi đâu? Không. Ba đi chơi. Có phải chụp hình đâu, ba đang coi điện thoại mà. Mà ơi. Đi đâu? Đi chơi. Chơi chỗ nào? Đi chơi. Chơi đâu? Đi chơi chỗ nào? Không. Đi chơi. Đi chơi ở đâu? Đi chơi ở đâu chứ? Thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào? Phê chỗ nào? Phê chỗ nào? Vô cà phê chỗ à, uống cà phê đâu nè? Uống cà phê đâu? Uống cà phê ở chỗ nào? Hả? Tính bà. Về chơi ở đâu nè? Chỉ ba chơi đi, chỉ ba chỗ nào đi chơi đi. Ở dưới đâu? Ở đường nào? Đường ấy là đường nào? Đường qua hả? Đường qua quẹo ở đường đâu? Ấy nào? Làm gì làm vậy? Tỉnh hả? Vậy đâu? Đi chơi đi. Không đi. Ba ngủ con đi chơi đi. Đi ba ngủ mà. Anh đi chơi. Ba ngủ mà. Có đi không? Đi. Đi 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 trước đi. Đi trước đi. Đi đi. Bà ơi. Cái gì vậy? Đi đi. Đi đâu? Rồi con đi mình đi. Con đi mình đi.